Áo gà một miếng không biết. Sao? Hay lắm rồi. Từ từ thôi, từ thôi. Em thấy rồi. Có ai dự đoán này là tấm hình gì không? Tấm hình chú vô à? Dạ. Tấm hình vô à? Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại Duy Minh có mặt tại màu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý chú anh chị ạ. Thì buổi trưa nay thì Duy Minh cũng cảm thấy cũng có nhiều bà con cô bác cũng đến đây nè quý chú anh chị. Đó. Ồ, chị Lo. Ồ, sáng giờ em không biết luôn á. Sáng giờ. Gì hả? Hôm nay với ai hả chị? Duy Minh à. Duy Minh hả? Ồ. Xe đào hả? Không cho em thưởng thức ly trà đào cô chị. À quý chú chị, buổi trưa nắng là chị Hồng Loan. Ủa lộn lộn chứ chị gì Loan? Thanh Loan. Chị Thanh Loan quý chú chị, nó lộn. Thì chị có làm một khuất trà đào luôn quý chú chị ơi. Đó, em thì lật lạc thôi chị, em mà đậm đậm quá là em uống. Mà bà con uống một ly trà đào ha, buổi trưa nắng. Mấy anh em buổi chùa đó. Chừng đổ quá. Uống nước hả anh? Anh ơi, đưa ông 200 nữa là ông. À, của một cô Bảy giấu tên. Đó. Cô kia cho chúng 200. À, hôm qua gửi là gửi hàng á quý cô chú anh chị. À. Kia 300, chú này 200 là 500. Đúng rồi, hôm qua em đưa cho chú kia 300 anh thấy rồi. Đưa chú 500. Giấu tên không cho biết mặt. Giấu tên cho biết mặt. Quá ngon rồi quý cô chú anh chị ơi. À, buổi trưa nay nắng mà uống một ly nước phải nói là rất là tuyệt vời luôn á quý cô chú anh chị. Chào cô chú. Chào khán giả của Tài 66. À, chị Loan đi xuống đây để tài trợ một cái phích nước trà đào quý anh chị uống vô buổi trưa này nó rất là mát mẻ luôn, sảng khoái luôn. Cả em cảm ơn chị nha chị Loan. Chị Thanh Loan. Đó, bên đây thì cũng có mấy anh em bây giờ cầm dù ra ngoài quay quý cô chú anh chị ơi nha. Giờ để đi ra ngoài đây ha, em mộ của chú. Đó, bên kia có chiếc xe du lịch kêu quý chú chạy. Nhưng mà mấy của ai ha. Một ngày là chiều nó uống hết trơn rồi. Nó tàn, nó nắng nó héo hết. Nay à, giữa trưa nắng nè quý cô chú anh chị ơi. Ồ mấy anh em có dù đã vậy, anh không có dù anh chơi bằng nón luôn. Hả? Gì hả? Để em chơi anh. Trời ơi, gì đã quá hả? Thoải mái không? Gì hả? À. Này là thì em đâu để ý đâu. Xem lại tin nhắn đi. Ủa ở đây là mấy cái chị, mấy khán giả đây là ai đây? Mấy khán giả này là ai? Em chào chị ha, chào mấy cô. Mấy cô từ đâu đến hả cô? Bình Chánh ha. Mình đi đi chung với mấy chị này luôn hay sao cô? Dạ, bốn hai chị này với cô. Dạ. À. Không quay hả cô? Dạ dạ vậy thôi. À, quý cô chú chị à, thì mấy cô chị ngại không có quay quý anh chị. Rồi để mình đi ra bên kia đi. À, ở đây thì người ta cái chỗ này cao thì người ta cái đường này hoàn thành này nghe quý cô chú anh chị. Đó, người ta cắm cái mí này đừng cho nó sập cái đầu á. Thì mình đi mình đạp đạp thì nó sập cái đầu. Thế dễ hư á. Hả? Cái đèn là nó không được hấp luôn á. Không được hấp hấp thụ hả? Chèo qua chèo là nó hấp thụ à. Không phải.
Alo. Alo. Dạ đúng rồi cô. Có không cô, con đang quay luôn á cô. Có gì không cô? Dạ dạ sao cô? Dạ. Dạ nhà báo Thanh Hiệp. Dạ giờ cô có thể chia sẻ gì điều gì về à, tức là cô biết đó là nhà báo Thanh Hiệp nên chia sẻ cho tụi con biết đúng không? Dạ con cũng rất là cảm ơn cô ha. Dạ. Dạ dạ. Sao? Dạ con cảm ơn cô. Sao em nói sao? Các cô chú góp ý là mình nên đem lên bảo tàng luôn đi, mình bảo quản cho nó lâu. Bảo quản hả? Mà để ở một năm thì nắng thì cũng được, nhưng mà nếu mà mưa thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. À. Em nói chung bảo tàng á thì linh chảnh nghĩ cái quạt này để đây thì, tại vì cái quạt này gắn liền với chú mà tự nhiên mình đem lên bảo tàng thì mình ở đây mình phải chấp nhận thôi. Tại vì những cái gì nó cũng phải theo thời gian chứ. Như hoa thì phải để trưng ở đây cho mộ chú cho đẹp thì phải cũng chấp nhận theo thời gian. Nó hỏng thì nó phải hỏng rồi, nhưng mà trước sau thì nó phải hỏng thôi. Nhưng mà cũng phải chấp nhận, như những cái này trước sau thì nó cũng phải cũ đi thôi, đúng không? Cái quạt thì nó dính liền với chú mà. Giống như chú đang cầm cái quạt á, trong cái ấy đó. Ừ. Cái này là có cô bác nhiều ý kiến là kêu rồi, anh biết mà. Nó bây giờ phải chấp nhận thôi cô ơi. Nếu mà đồ mà đem đến dâng cho chú thì nên để có cái là đúng ra là mấy cái hình đi kia là phải để ở đây luôn nè. Nhưng mà hoa viên người ta không cho để đây chứ, đúng ra phải để vài tấm hình ở đây á. Là nó mới đẹp. Bây giờ hoa viên ở dưới chưa nắng nữa, không có gì đó, sợ hư hình thôi. Nhưng mà của cô anh chụp lại hôm bữa, khán giả tặng tấm hình đây cũng đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà tại vì nó vô tình chụp lại. Quý chú anh chị ơi. Quá trời nắng luôn á, quý chú anh chị. Bây giờ ngoài kia thì Duy Minh có một cái tấm hình của một vị khán giả dấu tên quý cô chú anh chị rất là to luôn bên trong bức tranh, nhưng mà Duy Minh không biết là cái bức tranh đó là bức tranh như thế nào nữa. Duy Minh cũng vừa điện thoại và trực tiếp với anh Khánh, phó giám đốc công ty đó, phó giám đốc của hoa viên quý cô chú anh chị, thì xin phép ảnh thì anh cho để đó quý chú anh chị, chắc là Duy Minh cũng sẽ đem lên đó để khui ra cho quý cô chú anh chị xem cái bức ảnh như thế nào ha quý cô chú anh chị. Đây thì bà con cô bác có thể thấy giờ chưa nắng thì ở đây là anh em ai cũng có dầu hết rồi. Nhưng mà chim Duy Minh thì chưa có dầu quý chú gì đâu. Duy Minh cho đầu trần. Đầu trần có cái nón này che lên được rồi. Chưa chơi nó hè luôn. Quá nóng luôn quý chú anh chị. Trời nắng mà nhờ có mấy cái bóng cây này im quá ha. Bữa có một người chị nói là phải xin hoa viên mà được trồng 4 cái cây. Đang trực tiếp hả? Trồng 4 cái cây cái gì? Cây sứ á chị. Mà em xin không được. Xin không cho. 4 cây sứ đó to, cái nhất là to. Thì ảnh hưởng đến cái che cái bóng á. Nó không có cao mấy, nó 2 mét mấy thôi, nhưng mà 4 cây là gốc nó rất bự, cái sứ mà chị biết mà, cái sứ cao 2 mét mấy, 3 mét là nó gốc nó bự cỡ nào rồi. Dạ. Sợ như là gốc nó bung cái mộ. Không, cái cây mà muốn làm mộ cho cậu bác là chặt cái cỏ. Nó giờ cũng khó nữa quý cô chú anh chị ơi.
giờ muốn đưa cái cây xanh vô là cũng hơi khó ha quý chú anh chị. Quang Duy Minh xin được kính chào quý chú anh chị đã trở lại video nè. Tiếp theo của Duy Minh thì hôm qua quý chú anh chị, Duy Minh có nhận một cái bức tranh của một cái khán giả giấu tên quý chú anh chị, hãy gửi cho một cái chú gáp đây rồi chở lên đây. Thì ở đây có bức tranh, thì bức tranh bên trong này là Duy Minh cũng chưa biết cái gì quý chú anh chị ơi, mà gửi cho là chú Vũ Linh. Thì hôm qua mình cũng có xin phép, bữa nay là gửi em Khang, nay là ủa anh đem cái hình này lên qua đại đàn cái đó, tấm hình này của gửi cho chú Vũ Linh nè. Nhưng mà hôm qua thì có gửi ở đây mấy anh bảo vệ, rồi sáng nay xin anh Khánh anh cho đem vô rồi đó, giờ phụ anh em lên trên đó. Giờ anh chở cưng ấy được không, anh chở cưng Vịnh được không? Chở Vịnh được không? Hay giờ chở Vịnh được không? Tương Vịnh người đợi ngay chỗ, đợi gá lên chỗ cái... Cho đi rồi không? Cho đi rồi, anh điện anh Khánh rồi. Chưa? Thì chú có, cho đi rồi. Nặng á. Bây giờ mình chở cái này vô trọng đi, thôi để tạm thời tắt máy. Chở cái này một cái đi. Lên xe đi. Ok. Xe đi anh Vinh phụ em đấy. Ủa của chú chị quay nữa chứ. Để đi rồi. Để anh dựng suốt, để anh dựng suốt ra. Từ từ. Đó, nguyên tấm hình luôn của chú chị. Chưa để cho đi theo quay luôn chứ. Cái mặt trước là mặt nào? Chứ đó. Đúng rồi. Đang sửa hàng đi anh. Nghĩ mặt thế nào? Rồi đấy, bốc đèn nó đi. Nghĩ mặt. Bốc đèn nó đi. Bây giờ con kéo. Bây giờ mình không bình mình dọn sạch bè. Cái bình gì đâu mà lặn nó mất. Nó hạch. Đi ngay rồi. Tấm nó vậy đó. Tới đây mình khui hàng đây có gì mình lặt rồi. Lặn đã, đuôi vô bụng đã. Nói đi. Được. Đây là một cái bức ảnh nó mặt chân của một khán giả là phóng kênh. Ủa mình chưa nói xong ý đứa biết người đây hết rồi. Trời anh lên thấy giờ mà. Cái đầu cái đất ngoài đó. Cái kiếm hình này. Từ thôi. Em thấy rồi. Có ai dự đoán này là tấm hình gì không? Tấm hình của vua. Dạ. Tấm hình vua. Tấm hình vua. Anh quay tập trung vô cái camera nhé. Tấm hình vua. Đó, rõ ràng không? Vua rõ ràng. Hậu quản. Vị vua. Wow. 1, 2, 3. Yeah. Ủa sao?
không, nếu mà không lầm á, em đoán không không sai á, thì tấm hình này của một cái chị mà tặng tấm hình cho mình cái kiểu này. Thì dở luôn hả? Dở lên anh Minh ơi. Mắt hướng vô đây nè. Biết anh đẹp trai rồi, né đi quay tấm hình coi. Lại là Quan Âm Bồ Tát hả? Đúng rồi. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ của bạn. Để nó lên nè, bỏ đấy à. Canh cho nó đều nha, để nó lên. Cái này trẻ đâu là Trung Lương á. Mà biết là để cái này của một cái giả. Cái này có tặng chung cái này không anh? Không, em dự đoán là cái tấm hình này là giống của một khán giả. Phước Chi Hà. Không, để đoán. Để nói nghe. Tấm hình của tấm hình này là của một cái khán giả mà khi mà chú Vũ Linh nó mắc khoảng từ một tuần lại đầu. Đúng rồi, là có một tấm ngang đó, giống nhỏ phải không? Nhỏ nhỏ phía sau đó không? Nhỏ giống gì nè. Để phía sau đó. Không phải. Đâu phải cũng hơi gì đó, nó cũng hơi giả mà. Đúng rồi. Của Hội Viên là nó có cái chữ đây nè. Của khán giả luôn. Thì cái tấm nhỏ là của khán giả. Của khán giả luôn. Nó giống hình tấm hình của cô Thanh Kim Quẩy. Của Hội Viên là người ta có để chữ Hội Viên đó. Cái gì vậy? Nhưng mà đặc biệt cái tấm này người ta phóng to hơn, bự hơn. Cũng danh nhân gì đó mà. Nhờ một cái chú mà xe ráp á, người ta chở đến đây. Rồi hôm qua, thấy Di Minh quay mà. Chú xe ráp qua là chú xin được. Thành ra là xin được. Em thấy giờ qua bên đây chút xíu đi. Có không? Chứ để cái này nó có gì rồi. Giờ nó chút xíu. Hay là mình đã có dự định là mình đi vô tấm hình này đâu. Đừng có che cánh sáng. Che cánh sáng. Chạy chạy thành chạy. Chạy 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 cái này cho xấu đi. Thấy trên đây sao đã sĩ nổi tiếng không ạ? Trên này đồ kìa để cái dập á. Cái này treo ở đâu nè? Tấm hình này nó treo ở đâu rồi? Bỏ nắng kìa, treo nắng kìa. Treo ra cho hình cũ nắng. Đây nè, Dị Minh. Đây nè. Ok, ok, đang có cái đế kìa. Đó, cái đế đang nhóc đó. Đấy. Bỏ đây nè. Đây. Dị Minh, cứ giờ hình này nè, bỏ đó không được, giờ mà hình ở đây nè, bỏ hình này nè, giờ hình cô cậu nó chút xíu, ừ, vậy rồi đó, ủa sao vừa luôn nhỉ, ừ. Nhưng mà giờ chưa có dây cột quá nè, vậy rồi, đây đây đâu có gió đâu, có đẹp. Sao đẹp như cái gì? Bây giờ phải kiếm dây cột rồi đó. Thấy dây bọc nè, cái bọc này em xé ra, em xé ra. Ừ, em bọc em xé ra. Ừ, em xé ra luôn cột rồi. Tạm lên dây rồi. Ừ, vậy là được rồi đó. Cái hình này quá tuyệt vời ha. Lụa
cái này nó làm lụa, là mình hình quan âm hình lụa, bằng giấy lụa. Không, chạy giờ phải tạm để thầy mới được. Cái mình phải nói là khổng lồ luôn quý chúng chị. Bề ngang nó là tầm khoảng là 2 mét. Không tới 2 mét, cỡ mét mấy rồi quý chúng chị hả? Mét mấy thôi. To đùng luôn. Quá khủng luôn. Ở hai bên đây thì cũng có hai cái câu thơ đối với nhau. Đó là thành tâm tích đức muôn đời thượng. Còn bên đây là thành tâm lại nghĩa đại diện thành. Đó, quý chú chị. Đây là tên của chú là Võ Văn Ngoan. Đó, pháp danh là Tâm Giác nè. Năm 1900 mất ngày mất của chú là năm 1958 và mất 2023 thì chú đây là còn nguyên vẹn những cái râu của chú còn luôn quý chú chị. Đó, rất là tuyệt vời ha. Hôm qua nay là mình cứ tưởng đâu là cái hình gì không quý chú vậy. Còn như mình xin xé mấy cái góc rồi ra ha. Xé mấy góc rồi ra. Mình gom xuống kia mình. Cái gì mình gom xuống kia mình bỏ. Đấy như chỗ này cũng sáng ha quý chú vậy. Gần cái chỗ này sáng nè. Thì sẵn đây thì mình cũng xin chia sẻ các cái tấm hình bên trên là hoa tợi đàn cho quý chú chị xem. Còn đây là hình một cái ông tiên. Thì cái tấm hình này hồi hôm hình như là Duy Minh có được sự chia sẻ của một người chị nói là trong cái vở tuồng gì mà không phải là vở tuồng mục liên tiền mẹ quý chú chị. Hôm Duy Minh nói sai à. Còn đây là cái tấm hình trong cái bách giao là Lương Sơn Bá. Thì nữa là Duy Minh xin làm cái kia lại để tấm hình này lên. Đây là tấm hình này của chị Hồng Ngọc nè quý chú vậy. Còn tấm hình này thì của chị Liễu Phan. Chị Phan ở Úc Châu ở Úc. Còn tấm hình này của một cái vị khán giả là rất là tâm đắc luôn, đây là chị Hồng Ngọc quý chị. Tấm hình rất là lớn và to luôn, rất là đẹp nghe quý chú anh chị. Khán giả yêu thương Vũ Linh, xin hãy yêu thương cải lương như chính tình yêu thương của khán giả dành cho Vũ Linh, để lại cho đời, để lại cho nghề, tâm tài đức lễ trí tính, thân thiện mỹ dung hòa. Ồ, giống với cái câu bên đây quá ha, giống như câu này nè, thành tâm tích đức muôn đời thượng, thành tâm lợi nghĩa đại thiện thành. Đây là đi chung với đây là một cái bức tranh, cũng là bức tranh mẹ Quan Âm quý chú chị, cũng rất là đẹp luôn ha, đâu có cái khung này vừa ghê luôn á, từ trên xuống dưới vừa luôn, rất là tuyệt vời. Hai cái bức tranh này là tranh lụa quý anh chị. Còn cái tranh này là cái tranh ngang của chú. Hồi hổm là cũng cái vị khán giả này là cũng âm thầm tặng một cái bức tranh để đem đến giấc tối đó. Một hôm cũng là buổi chiều tối cũng tặng cho chú, tặng cho cô Thanh Nguyên Huệ cũng một bức tấm ngang quý chú anh chị, bức tấm ngang. Mà cái tấm của cô Thanh Huệ thì người nhà về cắt rồi quý chú anh chị. Còn để cái tấm mà của tấm mà nhỏ hổm đâu tiêu rồi, tiêu để ở trong đây thì quý chị còn dựng ở trong đây nè, còn mấy tấm luôn. Giờ tạm thời để vậy á quý chú chị, mai mốt còn phải làm lại nữa quý chị, còn phải bố trí lại nữa. Vâng, thì video đến đây thì Duy Minh chia sẻ ở tên hoa tại đàn, cái nơi mà để lưu trữ hình ảnh của chú. Cũng đã sắp xếp có nơi có chỗ quý chị, còn lại thời gian nữa là bên hoa tài đàn
người ta sẽ là sắp xếp tiếp ha quý chú anh chị. Thì thôi video đến đây thì Duy Minh cũng đã làm xong cái hoàn thành cái trách nhiệm của mình, nhiệm vụ của mình. Thì một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn một vị khán giả, chú đã gửi tấm hình ảnh này cho chú và những cái tấm lòng yêu quý của chú gửi cho chú Du Linh. Thì bà con cũng đã rất là cảm kích chú và chúc chú và gia đình thì luôn luôn được mạnh giỏi và khỏe khoắn trong con đường là Duy Minh cũng chưa có biết là vị khán giả này là ai, chưa gặp mặt luôn quý chú vậy. Đó, chỉ là để ổn tên thôi. Xin chúc gia đình được thân tâm an lạc. Chú thì có như đây, như là chú có tu hay sao? Tu hành tinh tấn quý chú anh chị. Đó, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Thì chú hay tặng là hay có cái mẹ Quan Âm theo, cái tấm ảnh của mẹ Quan Âm theo quý chú anh chị. Đặc biệt luôn. Bây giờ Duy Minh xin gom gác đồ xuống dưới kia ha quý chú anh chị. Để đèn xuống đây. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin tạm thời kết thúc nha quý chú anh chị. Tí xíu là Duy Minh cũng phải sửa những cái những một số hoa ở đây nè quý anh chị, và sẽ loại bỏ một số hoa mà kiểu như xấu quá thì phải bỏ quý anh chị, để gần nó cũng ảnh hưởng ha. Đó. Chị Hồng Ngọc cũng kêu là bỏ những cái hoa của chị mà nó hư á. Nó không ấy á. Nhất còn bên dưới đây là còn những cái hoa đang để nè quý chú anh chị. Đây là hai con rồng cũng rất là đẹp ha, cũng thành tí xíu là Duy Minh sau clip này Duy Minh cũng sẽ làm lại cái rồng này quý anh chị cho đẹp ha, em thấy rất là đẹp luôn. Bà con xem video hết video thì nhớ cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý chú anh chị. Đó. Đến bây giờ thì có thể là khán giả vẫn còn đến rất là đông luôn, từ sáng giờ rất là đông bà con đến theo quý anh chị. Những cái hoa này mơ mốt là phải bỏ, cái hoa này phải bỏ luôn quý anh chị ạ, bỏ luôn đi. Đó. Còn cái bát rau này thì để lại ha, bát rau này sửa để lại chung với cái hình lương sơn bá của chú anh chị. Cái hoa này cũng phải bỏ luôn đi, hoa này bỏ, cái này còn đẹp là lấy lại. Thì bằng video đến đây thì mình cũng chia sẻ khá dài quý anh chị ạ. Mình đã lên tấm hình của một vị khán giả giấu tên rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Vì mình cũng xin chúc cho chú được là nhiều sức khỏe ha, tu hành thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Và đặc biệt là chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước luôn luôn lúc nào cũng là có nhiều sức khỏe để là theo dõi trên kênh YouTube của Dương Vlog ha, để trực tiếp tại mẫu của chú mỗi ngày cho bà con xem. Và Dương xin chào và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.